năm còn giáp được tài lộc gõ cửa, kinh doanh thuận lợi trong năm giáp thìn 2024. Một, Con giáp người tuổi tỷ. Năm 2024 là năm tam hợp với ba con giáp Thân, tỷ Thìn, chính vì vậy, người sinh năm tỷ năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công, kinh doanh thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn. Trong năm này, nhận chú chuột dường như có thể đạt được các mục tiêu tài lộc đã đặt ra. Trong công việc, những nỗ lực của người xanh năm tỷ sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận, có thể mở ra những thay đổi tích cực trong chức vụ hoặc vị trí của họ. Trong năm nay, người tuổi tỷ cũng học được nhiều kiến thức, kỹ năng và đặt nền móng vững chắc cho công việc trong tương lai nhận chủ chuột dường như gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian này. Trước đây, dù làm việc chăm chỉ, nhưng người tuổi tỷ cũng chỉ kiếm được số tiền ổn định, không quá nhiều như mong đợi. Nhưng trong năm 2024 này, tình hình tài chính của con giáp này sẽ cải thiện tích cực. Con đường tài vận mở rộng, tiền bạc của người tuổi tỷ không chỉ dồi dào hơn mà còn tích lũy được khoản lớn. 2. Con giáp người tuổi thân Những người cầm tinh còn khỉ có vận may tài lộc cực thịnh trong năm giáp thìn 2024 và họ có thể kéo gần khoảng cách với những người khác về mọi mặt. Về chuyên môn, người tuổi thân có thể gặp gỡ được những người tài giỏi, ưu tú chỉ dạy cho họ các kiến thức quý báu đồng thời còn dắp này cũng học hỏi được nhiều kỹ năng trong các lĩnh vực mới. Trong công việc, có sự cống hiến hết mình, người tuổi thân sẽ gặt hái được những thành tựu như ý. Những người sanh năm thân có thể nhận được thuận lợi hậu hĩnh nếu họ nghiêm túc làm việc và cân nhắc tới chuyện đầu tư theo khả năng. Ngoài ra, người tuổi thân cũng được dự báo sẽ có những bước phát triển tuyệt vời trong các mối quan hệ họ có thể kết hôn với người mình yêu và sớm chào đón sự xuất hiện của một cuộc sống mới. 3. Còn giáp người tuổi dân Vận may tổng thể của người sanh năm hậu trong năm giáp mươi 2024 nhìn chung rất tốt. Họ gặp nhiều may mắn trong công việc, không chỉ được mọi người xung quanh hỗ trợ mà còn được cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng những chủ hộ thường coi trọng sự nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Dù thế nào, họ cũng không hề bỏ bê công việc. Đặc biệt, những người sanh năm dần, tham vọng, họ muốn đứng trên đỉnh cao danh vọng, muốn người khác ngước nhìn mình với sự kính nảy. Chính vì vậy, con dấp này sẽ không bỏ qua cơ hội nào để đạt được ý nguyện của mình. Trong công việc, người sanh năm dân luôn có tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc. Những nỗ lực của họ trong năm giáp thìn 2024 sẽ được ghi nhận, đồng thời sự chăm chỉ sẽ nhân đòi tài lộc. Còn giáp này sẽ hưởng được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. 4. Con giáp người tuổi dậu những người sanh năm dậu dường như đang bước vào một giai đoạn rất xuân sẻ trong năm 2024. Mọi ý tưởng của con giáp này dường như trở thành hiện thực, mang tới cho người tuổi giàu nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Trong vài năm qua, những chú gà có thể phát huy được sự thông minh nhất định, nhưng họ thiếu tầm nhìn tổng thể điều này khiến con giáp người tuổi Dậu không đạt được lợi nhuận lý tưởng về mặt sự nghiệp hay tiền tài. Tuy nhiên khi bước sang năm giáp thìn 2024, có vẻ vận mệnh sẽ thay đổi đáng kể và được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích vượt trội về nhiều mặt. đời sống tình cảm của con giáp này cũng nhiều hạnh phúc. Nếu như người tuổi giàu đang theo đuổi ai đó. Kết quả bạn nhận được sẽ là cái gật đầu đồng ý đầy trung động từ nửa kia. năm Con giáp người tuổi tỵ Đối với người tuổi tỵ năm 2024, dường như là một năm mà con giáp này có thể thoát khỏi trầm cảm và mở ra vận may phát triển. Trong giai đoạn này, trạng thái tinh thần và cảm xúc của con giáp người tuổi tỵ đặc biệt lý tưởng nếu tuổi tỵ bắt đầu phát triển kế hoạch mới thì sẽ có những diễn biến tốt. Những rắc rối có thể xảy ra với các thành viên trong gia đình dự kiến sẽ được hóa giải trong năm nay. Nửa cuối năm giáp thân 2024 sẽ là cơ hội tốt. Cho con giáp này cần phải nắm bắt thật chắc